Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây: tăng cường tuyên truyền phòng chống lừa đảo bán hàng đa cấp biến tướng; giải pháp nào hạn chế tình trạng ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần. Sau đây là nội dung chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp chân chính, nhiều loại hình đa cấp biến tướng cũng núp bóng và phát triển. Tại Thanh Hóa, giai đoạn từ trước năm 2016, rất nhiều vụ việc liên quan đến các doanh nghiệp đa cấp hoạt động đã gây thiệt hại cho hàng nghìn người tham gia, số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Để lập lại trật tự trong hoạt động bán hàng đa cấp, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về kinh doanh đa cấp, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực. Từng bỏ hàng tỷ đồng để chạy theo giấc mơ làm giàu mang tên kinh doanh đa cấp, những người dân này giờ đây vẫn còn bức xúc khi kể lại những tháng ngày bước chân vào công ty cổ phần Liên minh Tiêu dùng Việt Nam. Vào thời điểm năm 2017, họ đã đem hết tiền của, tài sản để mua những sản phẩm dường như không có giá trị như thế này. Từ thực phẩm chức năng đến sữa tắm, dầu gội, thậm chí cả phân bón. Gọi là kinh doanh nhưng chả bán cho ai, chỉ mua vài sản phẩm lẻ tẻ với giá vài trăm triệu, thậm chí là vài tỷ và ngồi chờ ngày lợi nhuận cách xù đến. Nhưng lợi nhuận chả thấy đâu, toàn bộ số tiền mà người dân đầu tư vào kinh doanh đa cấp đều bị mất trắng. Buôn bán vất vả, nhiều năm vất vả quá, thì cũng tưởng là cái chỗ này nó làm ăn là tốt đẹp. Nó đến nó rủ dê, tôi tin tưởng thì tôi đi theo nó. Thì nó cho tôi lên cái tầng 9 của tòa nhà dầu khí đó. Thì nó vào ra nó rất nhiều những nhân viên là nó nói chuyện nào nó thuyết phục mình. Rất là ngọt ngào, rồi là mình thấy nó ăn mặc chỉnh tề mà ngon lành lắm. Thế mình nghe theo lời chúng nó, thì nghe theo chúng nó thì là về nhà mở tiền, coi như có bao nhiêu tiền là cứ như thôi miên là đưa hết cho chúng nó. Đúng trong vòng có một ngày thôi, đưa hết chúng nó là 1 tỷ 730 triệu. Đây chỉ là một trong số hàng nghìn người dân Thanh Hóa đã bị sập bẫy kinh doanh đa cấp. Nhằm siết chặt hoạt động kinh doanh đa cấp, đồng thời ngăn chặn tình trạng bán hàng đa cấp biến tướng, ngày 3 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch số 41 về đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật quản lý kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh, biên soạn 22.000 tờ rơi tuyên truyền về hoạt động kinh doanh đa cấp, biên soạn 1.768 cuốn tài liệu hỏi đáp về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, cấp phát cho các phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Trong năm 2021, Sở Công Thương đã phối hợp với các sở y tế, khoa học công nghệ, các ngành công an, quản lý thị trường tổ chức kiểm tra 8 trên 14 doanh nghiệp có đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung các doanh nghiệp được kiểm tra chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết, cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn biến tướng của hoạt động bán hàng đa cấp. Sở Công Thương sẽ tiếp tục, thứ nhất, tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh đa cấp. Thứ hai, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, thông tin đại chúng để cảnh báo cho người dân nhận biết các dấu hiệu, hình thức, hiện tượng, hành vi của các công ty đa cấp có hoạt động biến tướng, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm nếu có trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Bán hàng đa cấp là một phương thức kinh doanh phức tạp, dễ phát sinh những biến tướng vi phạm gây mất ổn định môi trường kinh doanh và thiệt hại cho người tiêu dùng. Do vậy, bên cạnh những giải pháp của các cơ quan quản lý nhà nước, rất cần sự cảnh giác của người dân, kịp thời tố giác khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp để các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc mà hậu quả nặng nề chính là người dân phải gánh chịu. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của dịch COVID-19 đã làm cho số lượng người lao động mất việc làm tăng cao, khó khăn trong cuộc sống khiến cho nhiều lao động đã lựa chọn việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Điều này đang tạo sức ép lớn lên việc duy trì hệ thống an sinh bền vững. Điều đó đặt ra yêu cầu các cơ quan nhà nước cần có giải pháp thích hợp để hạn chế tình trạng này. Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có trên 2 triệu người trong độ tuổi lao động. Tính đến hết tháng 5 2022, toàn tỉnh có gần 477.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ 24% tổng số lao động, chưa tính số người tham gia bảo hiểm xã hội ở các tỉnh ngoài và trong lực lượng vũ trang. Trong đó có gần 400.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và trên 77.700 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Trong 5 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã phát triển được trên 33.300 người tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, cũng trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh có trên 11.490 người đã rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội bằng cách giải quyết bảo hiểm xã hội một lần. Như vậy, tính theo tỷ lệ trên, thì cứ phát triển thêm được 3 người tham gia bảo hiểm xã hội, sẽ có 1 người rời khỏi hệ thống này. Chưa bao giờ tình trạng người lao động giải quyết bảo hiểm xã hội một lần lại gia tăng đột biến như 2 năm gần đây. Điều này gây ra nhiều hệ lụy cho việc thực hiện chính sách an sinh xã hội lâu dài. Để tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng người lao động ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần trong thời gian qua, người lao động sẽ được lợi gì và bất lợi ra sao khi rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội? Giải pháp nào hạn chế tình trạng này? Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, hiện nay thì trên địa bàn cả nước cũng như ở tỉnh Thanh Hóa xảy ra tình trạng là người lao động giải quyết bảo hiểm xã hội một lần rất là đông. Vậy ông có thể cho biết cái nguyên nhân cũng như là lý giải vì sao xảy ra tình trạng này? Không phải là mình Thanh Hóa chúng ta đâu, mà hiện nay trên địa bàn toàn quốc ấy, thì người lao động có cái xu hướng sau cái đại dịch Covid-19, do cái điều kiện kinh tế rất là khó khăn, không có thu nhập, do phải giãn cách, không có việc làm, cho nên một bộ phận người lao động rất khó khăn, họ đã đi nhận cái bảo hiểm xã hội một lần để người ta giải quyết những cái khó khăn tồn tại trước mắt. Đây là một vấn đề mà nó sẽ tác động đến cái hệ thống an sinh xã hội của đất nước chúng ta. Vâng, như ông vừa phân tích thì chúng ta có thể thấy là người lao động khi mà thực hiện rút bảo hiểm xã hội một lần thì có những cái lợi trước mắt, tuy nhiên thì sẽ có những cái tác động lâu dài mà người lao động không thể lường trước được. Vậy ông có thể phân tích rõ hơn về vấn đề này? Người ta mới nhìn thấy cái lợi trước mắt. Khi khó khăn, khi không có thu nhập, khi đời sống không còn nguồn để mà sinh kế, thì người lao động lập tức người ta rút cái quỹ này để đảm bảo đời sống trước mắt. Và thậm chí có những người đã rút cái quỹ này để làm nhà. Và có những người thì rút cái quỹ này để đi xây dựng một cái doanh nghiệp hoặc là làm một cái vốn để kinh doanh, buôn bán, để tạo cái sinh lời để mà thu nhập cuộc sống. Lợi trước mắt như vậy, nhưng mà cái hại lâu dài thì là hại cái gì? Khi anh về già, anh hoàn toàn là không còn quỹ lương hưu. Tức là anh đã rút khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội. Khi tôi gặp những người đã từng về theo quyết định 176, tức là cũng giải quyết bảo hiểm xã hội một lần như bây giờ, thì người ta không có ruộng đất, không có khả năng để mà sản xuất kinh doanh, không có vốn, đời sống rất khó khăn. Khi bắt đầu hết tuổi lao động, người ta thấy cuộc sống quá khó khăn, người ta rất muốn là người ta đóng lại cái quỹ, cái tiền mà rút ra từ quỹ từ cái quyết định 176 hoặc là thôi việc để được hưởng lương hưu lâu dài, thì không có cơ chế như vậy nữa. Thế cho nên là người lao động hết sức khó khăn. Vâng, vậy ông có thể cho biết là để mà hạn chế tình trạng này thì theo ông cần có những cái giải pháp như thế nào? Chúng ta phải tập trung tuyên truyền để làm sao khu vực có quan hệ lao động là không còn cái chuyện trợ nợ động và trốn đóng bảo hiểm xã hội. Thứ hai là chúng ta phải mở rộng cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tức là cái khu vực phi chính thức cũng phải được tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội theo cái mức đóng linh hoạt. Chúng ta phải có một cái giải pháp căn cơ để chúng ta bao phủ toàn bộ hệ thống bảo hiểm xã hội cho toàn dân. Người lao động hiện nay rất khó khăn, vậy thì nhà nước phải thực hiện một cái cơ chế rằng là giảm các cái chính sách cho không hoặc là cho không có điều kiện. Thì bây giờ mình cho người lao động có điều kiện, tức là tôi hỗ trợ anh để đóng bảo hiểm xã hội, tức là có điều kiện, thì chúng ta sẽ mở rộng cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, thì nó mới bao phủ được toàn dân. Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, các cái chế độ nó phải linh gần nhau. Hiện nay bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng 5 chế độ, 3 chế độ ngắn hạn và 2 chế độ dài hạn. Nhưng người lao động tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, thì chỉ được 2 chế độ, hưu trí và tử tuất. Vậy thì chúng ta phải cố gắng làm sao đó thiết kế chính sách để cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đây này, người ta được tăng thêm chế độ hưởng thụ. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.